Xin chào các bạn, mình là John Nguyễn. Trong video đầu tiên giới thiệu này, trong cái phương pháp học tiếng Anh, mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 mục. Trước tiên là mình cần phải biết cái mục tiêu học tiếng Anh của mình. Rồi sau đó mình sẽ nói qua những cái phương pháp học cần thiết. Rồi mình có thể đi đôi nét về bản thân của mình. Bản thân của mình là ai? Mình đã trải qua và có kinh nghiệm ra sao? Và những cái phần kế tiếp đó là cái khóa học tại cái ứng dụng này, tại cái app này. Thì bên trong nó có nhiều cấp độ và nhiều series hay chủ đề khác nhau. Và yêu cầu của mỗi cấp độ và series nó cũng sẽ khác nhau và hướng tới những cái đối tượng khác nhau. Và cuối cùng mà dĩ nhiên mình sẽ nói ngắn gọn lại phương pháp phải học ra sao, những gì các bạn cần làm để có được một sự thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh này. Thì thôi, thì rất đơn giản thôi, mục tiêu của mình là mình mong muốn tất cả các bạn sau khi học xong, tùy từng người một sẽ có một cái tốc độ học nhanh chậm khác nhau, sẽ thành thạo được. Sẽ thành thạo được, mình nói sự thành thạo đấy có nghĩa là giao tiếp được, làm việc được, sử dụng nó một cách dễ dàng giống như ngôn ngữ tiếng Việt của các bạn. Mình đang nói với các bạn là bằng ngôn ngữ tiếng Việt đây, ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của các bạn đây. Dĩ nhiên, trong cái môi trường bất cứ nơi đâu các bạn đến thì cần phải có một cái sự tự tin. Làm sao đó thông qua cái app này, các bạn sẽ có được sự tự tin. Tự tin khi làm tất cả. Mình chỉ không có đặt nặng mỗi cái vấn đề là tự tin trong giao tiếp, mà là tự tin trong tất cả những hành động, những cái tư tưởng, ý nghĩ, suy nghĩ của các bạn. Mình mong đợi nhiều hơn cái nhu cầu, cái mong đợi bình thường. Rồi, đối với phương pháp học thì thật sự ra app này chẳng qua chỉ là một cái công cụ để đưa các bạn đến thành công. Có rất là nhiều công cụ khác nhau hiện tại đây và kể cả trong quá khứ, nguồn tài liệu rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra các bạn nhìn thấy không phải ai cũng đã sử dụng thành thạo được đó, rất rất là nhiều. Nghe xung quanh các bạn thôi, đó rất rất là nhiều trường hợp đã học rất là lâu nhưng mà vẫn không đi đến đích được. Rất rất ngại, rất sợ, rất lo lắng mỗi khi giao tiếp, mỗi khi hoặc là bất kỳ một cái tài liệu nào đến với tay các bạn khó hiểu, các bạn không đọc được các bạn. Và kể cả những người đã có vị trí trong cơ quan, trong sự nghiệp, hoặc là chỉ đơn giản muốn dạy những đứa con của mình, mà cái vốn liếng ngoại ngữ bằng tiếng Anh này của các bạn lại có giới hạn, cho nên không biết phải dạy các con của bạn từ đâu. Thành ra mình cần phải nói rõ với nhau một ý như thế này: tiếng Anh được sử dụng tại nơi nào. Mình khoan hãy nói những cái kiến thức phổ thông mà chuyên sâu. Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, mình đang nói tới cái vấn đề là cái gốc cội rễ tạm thời là những cái nguồn từ những cái nhân tộc lớn trên thế giới đang sử dụng, cụ thể là nước Anh thôi. Và sau đó dĩ nhiên có những cái đợt di dân, đó là nước Mỹ và nước Úc, thì đa phần họ là người da trắng đấy, ngôn ngữ tiếng Anh của họ mà xuất phát từ họ mà ra mà. Và kế tiếp dĩ nhiên Canada, tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính thức. Mình không nói tới những quốc gia châu Á hiện tại này, bởi vì họ chọn chứ không phải ngay từ ban đầu lúc dân tộc họ được khai mở là sử dụng tiếng Anh, không phải, tại vì họ chọn đưa thành chương trình giáo dục và sau đó trở thành bình thường.
sau một khoảng thời gian dài. Cho nên mình nói đến là bốn cái địa điểm vừa rồi, nó cũng sẽ là nguồn tài nguyên, nguồn tài liệu lớn cho cái khóa học trên ứng dụng này của chúng ta. Mình nghĩ đây chính là ngôn ngữ chuẩn. Thật sự mình không phải là chỉ là mình nghĩ không, mà những người nào chịu khó đi tìm hiểu, hãy mở tâm trí ra, sẽ biết được các chuyên gia nói gì. Mình không có nói đùa, mình nói rất nghiêm túc. Mình mong muốn rằng đây là bốn nguồn tốt nhất cho các bạn. Các bạn phải học được và thành công. Riêng về bản thân mình, không cần thiết các bạn phải xem mình là giáo viên, là giảng viên, là thầy. Thật sự mình rất là trăn trở rất là nhiều. Danh xưng, ít ra phải có một danh xưng. Mình chỉ là một người hướng dẫn thôi. Mình đã từng đi qua cái con đường này. Mình không biết gì về tiếng Anh cả. Mình không biết gì tiếng Anh cả. Mình chỉ là người đi trước thôi. Nhưng mà trước đây cũng có rất là nhiều người đi trước mình. Có thể phương tiện thời đó, giai đoạn đó chưa có dịp, chưa có điều kiện để mang đến cái phương tiện mà người ta đã thành công quảng bá ra cho các bạn. Ngày hôm nay mình dùng phương tiện này để đi đến với các bạn, để mong các bạn cùng với mình đi cùng các bạn đi cùng mình. Các bạn phải sử dụng được nó trước mắt là như một ngoại ngữ thứ hai, a second language. Và sau đó các bạn phải sử dụng ngôn ngữ này như là tiếng mẹ đẻ của các bạn. Giai đoạn trước, mình có điều kiện, mình được học ở Pháp, mình học lại từ đầu. Giảng viên của mình là người Anh, người Mỹ, đứng lớp, nữ có, nam có. Cũng có giảng viên là người Pháp dạy tiếng Anh nữa, nhưng là số rất là ít, số lượng rất ít. Đa phần là người Anh và người Mỹ, họ nói tiếng Pháp. Họ giảng về tiếng Anh, họ lồng ghép trong những bài giảng đó là văn hóa. Rồi sau này, mình lại có một cơ hội khác nữa. Mình sang Úc mình học một khoảng thời gian. Giáo viên của mình là người Úc và người Canada. Họ chuẩn hóa lại cái ngôn ngữ lúc đó trở thành ngôn ngữ Hàn Lâm. Bởi vì đó là yêu cầu đầu vào để học thạc sĩ và học tiến sĩ. Các khóa học như vậy mình được trải qua, mình được tốt nghiệp loại khá. Như vậy mình cảm thấy rằng mình có may mắn, mình tiếp xúc được với bốn nguồn, bốn giọng nói, bốn kiểu, bốn khu vực văn hóa lớn trên thế giới. Mình không nhắc đến một lần nữa những quốc gia dùng tiếng Anh thành ngôn ngữ chính thức. Mình không nói, mà mình đang nói là ngôn ngữ mẹ đẻ và nó khởi xướng từ thời khai sinh ra những quốc gia đó. Thì mình thấy thật sự đúng là phải có phương pháp tốt để các bạn tiếp cận vừa nhẹ nhàng nhưng lại đạt được kết quả rất nhanh, rất lẹ. Trong khoảng thời gian, mình dám nói thật với các bạn, rất ngắn, trong khoảng thời gian khá ngắn, các bạn sẽ sử dụng rất chuẩn ngôn ngữ tiếng Anh này. Thì cái khóa học tại cái app này thì sẽ được chia ra nhiều cấp độ, nhiều series theo, nhiều chủ đề. Thì dĩ nhiên các bạn sẽ từ từ khám phá chung với bản thân mình. Cụ thể trước tiên thì các bạn sẽ tiếp cận với nguồn VOA, VOA. Trong nguồn đó mình lựa ra những thành phần tốt nhất, dễ tiếp thu nhất. Và sau đó dựa theo các comment của các bạn, mình sẽ thêm đôi chút các nguồn khác. Nhưng những thành phần chính vẫn phải theo cái xương sống, cái cấu trúc của mình. Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn
tổng quát và đầy đủ, quan trọng là đầy đủ, để khi xong khóa học rồi, các bạn tự tin và dùng. Mà không phải là tự tin mà dùng, các bạn tự nhiên bật ra. Bất cứ một cái lúc nào đó bạn cần phải dùng, bạn bất cứ vực phải dùng thôi. Cần là dùng, cần là dùng. Không phải là cần đến một mức độ phải suy nghĩ trong đầu. Thôi phải tự tin nữa. Các bạn cần là các bạn dùng mà thôi. Thí dụ như tất cả chúng ta cần phải làm rõ một số vấn đề cùng với nhau trước khi chúng ta bắt tay vào việc học. Làm bất cứ điều gì cũng vậy, trong xã hội, trong đời sống cá nhân, riêng tư, xã hội bên ngoài, đi làm, hướng nghiệp, đều phải luôn luôn chuẩn bị. Chuẩn bị để làm gì? Để chúng ta có cái định hướng để chúng ta làm. Và trong khi làm có những phát sinh, thì nhờ công tác chuẩn bị tốt, chúng ta vượt qua những chướng ngại vật đó một cách dễ dàng. Ngôn ngữ thì rõ ràng các bạn đã để ý thấy, ngay từ trong bào thai, ngay từ trong bụng mẹ, những giây phút đầu đời, em bé đã nghe được âm thanh rồi các bạn. Đầu tiên là người mẹ nói lời này lời kia, ầu ơ dí dậu. Nếu có được thì hát ru. Còn thời đại chúng này chúng ta là những âm thanh đối thoại bình thường, giọng của người phụ nữ, của người mẹ. Thì sau đó là trong gia đình. Nhưng mà dĩ nhiên cái lúc em bé nói chuyện được ấy, 1 tuổi, 2 tuổi là những câu nói rất là ngắn. Những câu nói em nó rất là ngắn. Và trong cái khoảng thời gian đó các em nó lại tiếp thu thêm. Thì bản thân chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta không thể nào đòi hỏi chúng ta nói được một câu dài ngay. Từ lúc ban đầu chúng ta học được, phải kiên trì. Nhưng mình không cần thiết các bạn phải kiên trì nặng nề như bao nhiêu lần các bạn đã kiên trì, bao nhiêu khoảng thời gian trong xã hội chúng ta đã kiên trì nhưng không đạt được. Thì chính cái ứng dụng tại đây, các bạn sẽ nhận được ngôn ngữ đi vào trong não của mình một cách nhẹ nhàng, bình thường, mà không đòi hỏi những cố gắng quá mức. Nói gọn lại là những bước đầu tiên sẽ luyện, sẽ tập những câu nói khá là ngắn gọn, được nghe đi, nghe lại nhiều lần. Và không phải mệt mỏi tìm hiểu, tra từ điển những từ vựng mới. Bởi vì bản thân mình giới thiệu với các bạn, mình mang đến cho các bạn không phải là mình dạy, mà đây chính là một câu chuyện. Câu chuyện về cuộc sống, về đời người, về tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Đấy, đây chính là một cầu nối từ sơ cấp đến cao cấp. Có tham vọng như vậy, thật sự mình phải nói sự thật với các bạn. Mình có tham vọng đưa các bạn đạt được trình độ cao trong tiếng Anh. Đấy. Và một cái điểm khó nữa, và tại sao ứng dụng này lại hữu ích, mình nghĩ rằng rất rất hữu ích cho các bạn, là bởi vì sau khi các bạn nghe 5-10 phút, các bạn quay trở lại cuộc sống đời thường, cuộc sống đời thường hàng ngày, các bạn dùng tiếng Việt. Chính vì vậy trong cái app này, trong cái ứng dụng này, mình mời gọi các bạn hãy cứ làm theo mình. Khi mình yêu cầu làm điều gì, hãy cứ làm theo, hãy cứ nhảy theo, hãy cứ nhảy theo. Nghe và nhảy theo mình. Thành ra khi các bạn nghe đến đây, các bạn đã cảm giác được rằng đối tượng của các học viên của mình mong muốn đi tìm đến ai, những người bận rộn, những người rất là bận rộn với công việc, những người đi làm, học sinh, sinh viên, hay thật sự ra mình đang nghĩ trong đầu, đó là những người có thu nhập giới hạn mà thôi, không có khả năng đi đến những trung tâm có giáo viên bản ngữ. Nhưng mà ngược lại, khi các bạn đã tập trung được đủ tiền rồi, tiền bạc đầy đủ rồi, đã có rồi, thì thời gian không còn cho phép các bạn nữa. Thời gian không còn cho phép các bạn nữa. Bởi vì đó là đêm khuya rồi, vì đó là những giây phút cuối ngày rồi, vì đó là những giây phút
ngắn ngủi trong ngày buổi trưa, những giây phút giải lao mà các bạn có được cho riêng mình. Thì làm sao đi học đến những trung tâm ngoại ngữ được? Bản thân mình ngày xưa, mình không có đi học một trung tâm ngoại ngữ nào cả. Trong những giai đoạn mình còn ở đất nước Việt Nam, hoàn toàn là nguồn tự học. Nhưng mà để đạt được như vậy, phải trải qua thời gian rất dài, nguyên thời phổ thông, nguyên giai đoạn phổ thông mười mấy năm. Thì thành ra mình phải tìm một phương pháp làm sao để rút ngắn rất ngắn khoảng thời gian thành thạo. Thì đây, thông qua ứng dụng này cho các bạn. Các bạn cần phải nghe, các bạn cần phải nhại lại, lặp lại, nói lại những gì bản thân mình yêu cầu các bạn. Thành ra mình cần phải tóm gọn lại là ra sao? Tóm gọn lại, các bạn cần phải học tất cả các chủ đề, các series trong khóa học này mà mình đã chuẩn bị ra cho các bạn, từ dễ đến cao. Khi nào muốn thì có thể xem thẳng những chủ đề cao luôn. Nhưng dĩ nhiên, giả sử như không hiểu nên đi từng bước, giống như mình đã nói, không gấp, không vội, không nhanh chóng, không cẩu thả, cần phải cẩn thận, làm việc từ tốn. Và thật sự, nếu đúng là như vậy, mình chúc các bạn thành công, thật sự thành công. Mình chào các bạn.